Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong clip này thì mình xin nói với quý vị các bạn cái vấn đề mà điều khiển thiết bị qua internet sử dụng Blink. Thì Blink là một cái app thương mại trên toàn thế giới, và cái app này chạy rất là ổn định. Thật ra thì app này được cho download miễn phí trên Google Play, rất là thích hợp cho những cái điện thoại dùng hệ điều hành Android. Và ở đây thì chúng ta có thể điều khiển thiết bị qua mạng internet từ bất cứ nơi nào. Lúc trước thì mình đã có làm một số cái clip về điều khiển thiết bị qua mạng internet, nhưng mà nó vẫn khó khăn là các bạn phải có một cái IP. Ví dụ thông thường thì điều khiển mạng LAN thì dễ, nhưng mà không phải mạng LAN mà là ta ra ngoài, ví dụ như giữa hai mạng khác nhau ta điều khiển nó, thì chỉ có những bạn nào mà hiểu khá rành về chuyên ngành về mặt công nghệ thông tin thì còn dễ dàng. Còn những bạn mà không có phải thuộc những cái chuyên ngành về công nghệ thông tin thì rất là gặp khó khăn khi mà điều khiển bên ngoài nó không phải mạng LAN. Nhưng mà với việc sử dụng phần mềm cái app Blink này thì là chúng ta có thể sử dụng được đối với cả những mạng bên ngoài một cách rất là dễ dàng mà không cần phải biết là IP gì của nó hết. Đây là cái internet siêu, và tôi dùng để điều khiển tất cả là ba cái đèn. Một cái đèn là để bật sáng bật tắt, rồi một cái đèn là để dùng để bơm xung mà để sáng, thay đổi độ sáng tối. Và ở đây thì trước hết thì tôi muốn là thể hiện cái khả năng của nó. Bây giờ bật cái đèn, ví dụ như đèn này sáng bật lên, đèn này tắt bật lên, và tắt hai cái đó, và ta tăng độ sáng tối lên, đó sáng tăng rồi đó các bạn, và tắt, đây là tối rồi đó, sáng tăng tối tăng. Và cái điểm hay nhất của cái này á, mà tôi thấy á, là các bạn có thể điều khiển bất cứ nơi nào, lý do á, là cái thằng này nè nó sẽ up lên, nó cho các bạn một cái trong cái đoạn mã, nó sẽ cho bạn một cái mã đó giúp cho các bạn là up lên một cái server riêng của nó. Cái server đó thì giúp cho các bạn điều khiển bất cứ nơi đâu. Để nói thêm về chuyên sâu thêm phần này đó thì mình sẽ nhờ bạn Hoàng, nhân viên của mình. Bạn Hoàng là một sinh viên năm tư về ngành điện tử truyền thông, nên thành ra là những vấn đề này bạn có thể giải thích một cách rất là chuyên ngành để chúng ta tham khảo. Thực tế ra là bạn cũng gần ra trường rồi, nên thành ra là nếu mà nói về kỹ sư thì bạn cũng là sắp kỹ sư. Và mời Hoàng có thể giải thích thêm về cái hệ thống này không, tại sao nó hoạt động như thế, và em có thể nói rõ hơn. Đầu tiên mình xin nói về cái việc kết nối giữa bo Arduino Internet Shield và các thiết bị. Thì ở đây mình có một bo Arduino, kết nối với nó là bo Internet Shield. Khi mà mình lập trình cho bo Arduino ở bên dưới thì mình sẽ cung cấp cho nó một cái mã, mà khi mình đăng ký với Blink họ sẽ cung cấp cho mình một mã. Khi mà mình lập trình cho bo Arduino thì cái server sẽ dùng cái mã đó để kết nối với trực tiếp với cái bo Arduino của mình. Thì thứ hai là về phần mềm, mình có viết một cái bài hướng dẫn sử dụng phần mềm, thì các bạn có thể dựa vào cái phần hướng dẫn đó để lấy các cái công cụ điều khiển cho phù hợp với cái ứng dụng của mình. Thì cái việc lấy các cái công cụ điều khiển ấy rất là dễ dàng thôi. Ở trong ví dụ này thì mình sử dụng 3 led tương ứng với lại 3 thiết bị. Chúng ta có thể điều khiển bất kỳ thiết bị nào cũng tương đương với lại 3 led này thôi. Thì 3 led này mình kết nối với chân D6, D5 và D4. Thì trong phần mềm mình sẽ, đối với mỗi đối tượng điều khiển, mình sẽ lựa chọn những cái đối tượng điều khiển nào trên bo Internet mà mình kết nối tới. Thì khi mà chương trình khởi động, mình điều khiển, mình chỉ việc ấn cái nút trên giao diện điều khiển của chương trình là cái tín hiệu điều khiển sẽ được gửi thông qua server tới bo Arduino của mình và sẽ điều khiển các cái thiết bị tương ứng. Đó, bây giờ thì Hoàng có thể nói thêm thao tác sơ qua về cách mà để mình ta tạo một cái app trên đây được không? Đó, Hoàng có thể nói gì nữa không? Đó, tạo một cái giao diện cho nó. Bước đầu tiên thì mình sẽ tắt kết nối đúng không? Dạ, ngắt kết nối thôi. Rồi. Chắc là sau khi chúng ta xem một chút xíu thì chúng ta sẽ bắt đầu
nói sơ qua về cách sử dụng phần mềm này, sơ sơ thôi, và chúng tôi sẽ có một cái clip riêng để nói về cách tạo sử dụng. Em đừng có thoát ra, em cứ để trong đây thôi. Em đừng thoát ra nhưng mà em tạo cái thôi. Ở đây mình đã tạo sẵn hai project. Project có nghĩa là mình sẽ lưu lại cái cấu hình, ví dụ như cấu hình ở trong nhà chẳng hạn. Trong nhà mình điều khiển ba thiết bị: đèn cầu thang, đèn phòng ngủ và đèn nhà bếp chẳng hạn. Còn project thứ hai mình lưu lại ở ngoài sân, ví dụ như là đèn cổng, đèn hiên hay là đèn ngoài khuôn viên chẳng hạn. Khi mà mình lưu sẵn các cái project này thì mình nó gắn với cái tài khoản của mình, tức là mình chỉ cần đăng nhập lại cái tài khoản đó thì những cái project lưu sẵn này sẽ giúp cho mình rất là tiện trong việc điều khiển. Thì sau đây mình sẽ tạo thêm một project mới cho các bạn bằng cách ấn vào nút dấu cộng bên trên này. Mình sẽ đặt tên cho project, ví dụ như mình sẽ đặt là nhà trọ đi ạ. Rồi okay, mình ấn nút create để tạo. Create ha. Rồi ok, tiếp theo mình sẽ tạo các cái đối tượng điều khiển bằng cách nhấn vào nút cộng bên trên này. Ví dụ như mình dùng một nút nhấn đó, cái cách thao tác rất là dễ dàng. Mình có thể lôi cái nút nhấn này trên giao diện này để mình chọn lựa chọn cái vị trí phù hợp, tức là mình kéo hạ đúng không? Dạ đúng rồi, chỗ nào là đó. Rồi ok, ví dụ mình lấy thêm một đối tượng đó là slide, như trong cái trường hợp vừa rồi là mình dùng để điều khiển độ sáng của đèn ạ, dùng laser slide cho dễ điều khiển. Dạ, larger slide tức là cái thanh trượt lớn đúng không? Dạ, đúng rồi. Có hai loại thanh trượt lớn, thanh trượt nhỏ đúng không? Dạ, đúng là rồi. Small đúng không? Cái thanh trượt lớn thì dễ điều khiển hơn. Ok, dễ nhìn hơn. Đó rồi. Bây giờ đối với một đối tượng điều khiển ấy thì mình sẽ thay đổi một số thuộc tính cho nó. Ví dụ như thuộc tính tên, tên là cái phần hiển thị ra bên ngoài như các bạn thấy ở đây ạ. Còn thuộc tính thứ hai là cái chân mà nó sẽ trực tiếp điều khiển tới hoặc là nhận tín hiệu gửi lên. Thì đầu tiên mình sẽ thay đổi tên. Ví dụ như đèn 1 đi ạ. Rồi, tiếp theo là cái tín hiệu mà nó sẽ điều khiển tới. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn là chân D1 đi chẳng hạn. Thì mình chỉ phải kéo cái thanh option bên đây để lựa chọn cái tín hiệu mình điều khiển tới. Sau đó ấn nút Continue. Rồi, xong. Vậy là cái quá trình mình thiết lập các cái thông số cho nó đã hoàn thành rồi. Rồi, bây giờ đã quay lại cái giao diện chính của chương trình. Khi mà mình tạo xong các đối tượng điều khiển, mình chỉ việc ấn vào nút play trên này để nó kết nối đúng không? Nó có nút kết nối, cái nút play là nút hình tam giác các bạn. Play thì nhìn nó hơi khó, thì em nhấn đi. Nó nằm đây nè. Đây là hình tam giác. Và cái điện thoại này hơi bị nói chung là ok. Được rồi chưa? Đó. Rồi ok. Tại em chưa có nối đèn. Em chưa có nối chân đúng không? Đó. Thì về cơ bản á, là chúng ta là làm như vậy là ok rồi. Ở đây thì xin nói thêm nữa là trong cái mạch này thì tôi cũng xin chia sẻ thêm các bạn, đó là tôi sử dụng một con ICLM2596. Con IC này dùng để làm gì? Thì nguyên nhân là các bạn biết rằng ở đây mạch Arduino thì nó có một cái cổng riêng để cấp nguồn ngoài. Nhưng mà thực tế ra khi mà các bạn cấp nguồn ngoài nó riêng gì đó, nó có một con IC. Nó dùng để mà nó hạ áp từ thông thường là nguồn từ 12V xuống 5V. Thì khi nó hạ áp như vậy thì nó sẽ tỏ nhiệt. Thì sau thời gian nó nóng, nó có thể dễ gây hư hỏng mạch. Nên là cách để mà mình giải quyết mạch nó chạy ổn định, đó là ta sử dụng một con IC LM2596. Con IC này nó có khả năng chịu dòng tới 3A lận. Và cái độ nóng của nó rất là, với việc nuôi mạch Arduino thì độ nóng của nó rất là yếu, nó không bị nóng, nó rất là mát. Thì ta sử dụng cái này và qua ICLM2596 ta chỉnh áp. Đây có nút là nút tinh chỉnh này, ta mới chỉnh áp xuống 5V. Các bạn lấy đồng hồ đo VOM đo đúng 5V, các bạn cấp vô chân GND và 5V. Thì khi bạn cấp vô chân đó thì nó sẽ cấp trực tiếp vô chip của chúng ta. Và các bạn nhớ một điều rằng khi mà các bạn cấp qua cái chân GND và 5V như vậy á, thì các bạn cần phải đo đúng 5V. Nếu mà nó từ